Bích Vân ngơ ngác khi bị khán giả giật micro tình con. Mới đây ngày 27 tháng 10, trong một buổi biểu diễn tại Quảng Ninh, ca sĩ Bích Vân đã gặp sự cố khi cô đang thể hiện bài hát Đi Đu Đưa Đi trên sân khấu thì bất ngờ, một khán giả nam lao lên giật micro của nữ ca sĩ. Khán giả này nhanh chóng thông báo anh bị lạc mất con gái 4 tuổi trong khu vực diễn ra đêm nhạc. Dường như khá sốt ruột và mất bình tĩnh nên anh đã dùng cách này. Sự cố bất ngờ khiến Bích Vân lộ rõ vẻ bối rối, ngỡ ngàng. Tuy nhiên, nữ ca sĩ cùng vũ đoàn của mình nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh và cách xử lý tình huống của Bích Vân nhận được nhiều lời khen ngợi. Sau khi MC của chương trình lên giải quyết sự việc, Bích Vân tiếp tục phần trình diễn của mình. Tuy nhiên, cô cũng không quên kêu gọi khán giả giúp đỡ người nhà tìm lại cháu bé, và bày tỏ sự cảm thông với hành động của khán giả nam kia. Sau khi chương trình kết thúc, Bích Vân cũng thông báo tới khán giả quan tâm tới sự việc rằng gia đình khán giả nam kia đã tìm thấy em bé. Thực sự cảm thấy nhẹ nhõm. Sau sự việc lần này, hy vọng mọi người đi đến các sự kiện có đông người để mắc kỹ đến trẻ em đi cùng, tránh xảy ra những sự việc như hôm nay. Và cũng mong mọi người đừng trách anh khán giả, chuyện không ai muốn và lúc hoang mang anh ý cũng chỉ có thể làm tất cả để tìm con thôi, Bích Vân nhắn nhủ. Thế nhưng, một điều khiến khán giả xôn xao là sau khi bị giật micro, giọng hát của Bích Vân vẫn vang lên trên loa. Âm thanh chỉ tắt khi vị khán giả nam kia xin BTC xuống nhạc. Điều này khiến nhiều người nghi ngờ nữ ca sĩ đã hát nhép. Tuy nhiên nhiều người nhìn nhận, đây chỉ là phần hát đè để tiết mục thêm dây, thường dùng cho những tiết mục có vũ đạo để tránh ca sĩ bị hụt hơi.